Nói chung là nó đang lãi 188 triệu đấy, đúng không? Cái này thì mình cũng đã nhìn thấy rồi. Bây giờ mình đi phân tích tiếp để lên báo cáo tài chính. Chưa cho tiền thuê nhà đúng không? Cho rồi. Hôm nọ chị em mình trả cho 6 tháng rồi còn gì. Đóng lại chị bảo này, vào quỹ này. Cho chưa nhỉ? Đây. Chị dạy em, chị chả nhớ. Được chưa? Nhớ chưa? Thì hôm nọ học hẳn một buổi về phần tiền thuê nhà. Các trường hợp xảy ra ở tiền thuê nhà, hạch toán thỉnh khoản rõ ràng, kết chuẩn lãi lỗ từ 200 mấy giảm xuống còn 180, đúng không? Và chị chưa phải cho em mấy cái hồ sơ tài sản thuê nhà gì? Hồ sơ ấy thì chị sẽ cho em. Chị đang hướng dẫn về phần hạch toán nhá. Các vấn đề về tiền thuê nhà học buổi trước đấy. Nói chung chị dạy em là khá là kỹ đấy. Rất kỹ. Vậy hả? Bạn nào chị cũng dạy kỹ. Khi nào? Không, khi nào vướng cái gì hỏi được. xong mới vô mới làm được. Thì nói chung là em vướng cái gì ấy, thì em cứ hỏi thoải mái thôi. Được. Nhưng mà vấn đề chỗ là khi học phải tập trung, ghi chép vào đầy đủ để mình học nó nghiêm túc, phải có kết quả nhá, không có phí cả công cả cô cả trò chứ. Alo. Bây giờ nhá, đây là em đang lãi 188 triệu rồi. Được chưa? Dạ. Thì bây giờ mình muốn giảm lãi, nói chung là thôi chấp nhận cái số liệu này. Chưa? Chấp nhận số liệu này thôi và để mình lên báo cáo tài chính, em hiểu không? Còn muốn thêm cái chi phí nữa thì như chị đã tư vấn cho em ấy, là có rất nhiều cách có thể tăng chi phí lương rồi tăng tiền thuê nhà ấy. Mình mới hạch toán được có mỗi một nửa năm ấy, hiểu không? Đó, một nửa năm, còn nửa năm còn lại thì mình phải cần cân tiếp. Tuy nhiên là mình cũng lường án trước vấn đề như thế này để mình cũng thúc giục kế toán, bảo kế toán là lấy thêm hóa đơn nhá. Vâng. Đi phân tích vấn đề tiếp này. Lúc nãy là 154 của em nhá, là không ổn đúng không? Bởi vì nó đang có số dư, trong khi đó công trình của em ấy đã hoàn thành hết rồi. Thực ra ấy, đối với công ty xây dựng ấy, 154 hay bị dư lắm. Đấy, nhưng mà vì công ty em cái doanh thu nó cũng nhỏ, đúng không? Và cái công trình nó cũng gói gọn, cho nên là cái 154 của em bị bằng không, được chưa? Không còn trở ra. Và việc khi mà phân tích báo cáo tài chính thì có hai góc độ, một là phân tích để ta hiểu được các chỉ số đưa lên báo cáo tài chính nhé. Vâng. Phải hiểu là có một cái kiểu phân tích theo kiểu là phân tích quản trị ấy. Về mặt quản trị thì bên chị cũng có cái gói học theo kiểu phân tích theo quản trị. Còn chị ở đây là đang phân tích các cái chỉ số đối với báo cáo tài chính thuế. Hiểu không? Cái mối quan hệ tương quan giữa báo cáo này và báo cáo khác. Thì ở cái 154 đang dư này bằng không, vậy để chi tiết cho nó thì ta vào đâu? Em vào phân hệ giá thành, chọn cái dòng thứ ba, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh. Và đây em là vì công ty xây dựng cho nên cái đối tượng ở đây là công trình. Ghi báo cáo là năm nay mình chọn ấy, các cái công trình của mình liên quan, tài khoản chi phí là 154. Dù thông tư 200 hay thông tư 133 em đều làm như thế này luôn. Bởi vì chi phí tài sản của thông tư 200 hay 133 đều là 154 tất, đúng không? Mặc dù là một hai cái cách hạch toán để đưa ra giá thành là nó khác nhau. Như vậy thì ở đây nó diễn giải cho mình ý. Là nó diễn giải cho mình sẽ nạp lại đi. Bởi vì ở đây là mình đang xem cho năm 19 rồi. Nó diễn giải cho mình là trong năm vừa rồi, trong năm 2020 vừa rồi mình có bao nhiêu công trình. Được chưa? Và giá trị nghiệm thu bao nhiêu rồi, nó thể hiện ở đây nhá. Vâng. Được chưa em? Vâng. Rồi đấy, đấy là cái chi tiết mà mình cần phải vào. Tiếp theo chị đi vào bảng cân đối tài khoản này. Chị phân tích tiếp vấn đề nữa. Cái 152 của mình đây này, còn 252 triệu. Mà cuối năm của mình cũng vẫn còn dư 252 triệu. Chứng tỏ là trong năm này mình chưa hề xuất nguyên vật liệu ra. Em hiểu chưa? Vâng. Trong khi đó cái báo cáo của mình thì đang lãi 188 triệu. Nếu mà là chị thì chị sẽ đi xem lại kho của nó ấy, còn những cái gì có thể xuất đẩy vào các công trình đấy, để cho giá trị xuất kho giảm đi, đồng thời giá vốn của nó tăng lên, lợi nhuận của nó giảm đi, mà nhìn báo cáo nó cũng sẽ đẹp. Bởi vì thường thường ấy, khi chị làm báo cáo tài chính hoặc chị dạy cho các bạn thì cái mà đầu kỳ bao nhiêu thì cuối kỳ nó phải thay đổi đi, em hiểu không? Chứ một năm tài chính cái số liệu đấy không ảnh hưởng gì cả thì nó cũng không đẹp. Mà hơn nữa đây là một cái chỉ tiêu về hàng tồn kho nhá. Chả nhẽ em mua kho này nó sẽ bị tồn từ năm này năm khác. Chẳng qua đây là số liệu của em nhỏ thôi, còn số liệu của em lớn
giá trị tồn kho đang lớn, chắc chắn là khi thuế vào họ sẽ bắt em xả cái hàng tồn kho này ra. Vâng. Chính vì thế mà rất nhiều công ty cứ lấy hàng tồn kho vào cho nhiều vào, nhưng mà cuối cùng khi quyết toán thuế, thuế cũng không chấp nhận. Bây giờ mình đang xử lý những cái vấn đề mà của cái tuần cũ để lại. Thì bây giờ mình muốn xử lý thì xử lý như nào nhỉ? Đây, bây giờ chị phân tích tiếp rồi đã. Xong bắt đầu chị mới đi đưa, đưa ra các hướng xử lý. Em hiểu chưa? Vâng. Như cái 152, đầu tiên là nói về 152 cái đã. 152 so với 632, so với lợi nhuận ấy, là mình nên đẩy ra. Còn cách đẩy tí nữa chị nói tiếp. Em hiểu chưa? Rồi. Thế đến tài sản cố định đây. Thì như chị vừa phân tích ấy, đã nói chung đã liên quan đến cái gì? Đầu kỳ với lại khấu hao ấy, đã là 211 với 214 thì nó gắn kết với nhau. Và đầu kỳ có số liệu thì tương thích với chi tiết liên quan đầu kỳ. Thì có phải là em vào phần tài sản cố định, sổ tài sản cố định đây. Và em sẽ chọn năm trước, có đúng không? Năm trước. 01, 01, 2019. Có ghi không đấy? Dạ có. 2020 mà. Không. 19 à? Chị đang xem năm trước bởi vì chị đang phân tích, làm phân tích cả năm trước. Đây, thì mình sẽ có một cái bảng tài sản cố định liên quan giá trị hao mòn lũy kế của mùng 1 tháng 1 2019 cho đến 31 tháng 12 năm 19 đấy. Là mình đã khấu hao 6.851.852 này. Và nó sẽ khớp với dư có của 214 tại ngày 1 tháng 1 năm 2020. Em có hiểu không? Đây, dư có của 214 tại ngày 1 tháng 1 năm 2020. Và sau một quá trình mua và ghi tăng ấy, 100 triệu tài sản cố định này tăng lên. Đúng không nào? Thực hiện khấu hao. Thì xem trên báo cáo tài chính đối chiếu tiếp là nguyên tắc với nguyên tắc em ghi với nguyên tắc này đối với tài sản cố định nhé. Thì dư có tài khoản 214 trên bảng cân đối tài khoản ấy, bằng bao nhiêu thì ta đóng nó lại. Ở đây ta đang bằng bao nhiêu nhỉ? 20.296.000. Thì ta cũng vào tiếp vào phần báo cáo đấy thôi. Được chưa? Vào đây mà xem. Tại vì bản thân của kế toán là phải có tổng hợp và chi tiết. Không có hiểu không? Và thuế họ sẽ yêu cầu em những cái báo cáo mà chị đang mở ra đây. Nhá. Mục đích là họ sẽ xem là công ty này có bao nhiêu cái tài sản liên quan, thời gian khấu hao này có khớp với phụ lục 1 thông tư 45 hay không, và nó đã khấu hao được bao nhiêu rồi, còn lại bao nhiêu, và giá trị lũy kế này có khớp với dư có của tài khoản 214 hay không. Đó, họ sẽ kiểm tra những vấn đề đó đấy em ạ. Nhá. Ví dụ như cái tài sản này quá lớn mà em phải phân bổ nhanh là mà không đúng với cái khớp với cái quy định của phụ lục 1 thông tư 45, đương nhiên họ sẽ tự cắt cái những cái phần mà em khấu hao sai. Ví dụ như em phải khấu hao 72 tháng mới đúng, trong khi đó em đi khấu hao 48 tháng, đương nhiên họ sẽ chia tỷ lệ ra, họ gạt cái phần chi phí mà em khấu hao nhanh, chứ không phải muốn khấu hao. Nếu mà nó gạt chi phí như vậy thì mình sẽ mất cái phần chi phí đấy à? Hay là mình phải đưa về thật sau? Đương nhiên là em sẽ mất luôn. Em sẽ mất luôn. Mất cái chi phí đấy bởi vì em làm sai, thấy chưa? Mất luôn thì mình sẽ làm lại cái báo cáo tài chính nộp lại. Không. Mất thì mình gạt là cái phần chi phí ra luôn. Mình sẽ thứ nhất là mình sẽ bị gạt chi phí đó ra. Mình sẽ gạt chi phí đó ra và tùy theo hướng giải quyết. Đương nhiên cái năm đó em quyết toán rồi thì em không phải làm lại nữa.